Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài đầu tiên về luật bài lập trình Java cơ bản. Như mọi ngôn ngữ lập trình khác thì chương trình đầu tiên vẫn là chương trình Hello World kinh điển. Mặc dù tôi nói là sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai công cụ Eclipse và NetBeans for cho lập trình Java, nhưng hôm nay bài đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết bằng Notepad. Chương trình đầu tiên Hello World, chúng ta gọi sau public class Hello World. Đây là tên class của chúng ta. Tiếp đến là phương thức public static void main string, một mảng string tên là args. Trong cái phương thức này chúng ta chỉ ghi ra màn hình dòng thông báo Hello World. Hello World, I'm Ducky. Ở đây các bạn sẽ thấy có ba nội dung chính. Đầu tiên là khai báo class, thì nó có public class và tên class. Sau đấy là đến phần khai báo phương thức main sẽ có các thành phần mặc định là public, static, void và tham số đầu vào là một mảng các string hay các sâu chuỗi. Và phần tiếp theo là câu lệnh cơ bản systemout.print, thì đây là câu lệnh để in ra màn hình các cái phần các bạn muốn thông báo. Thì trong loạt bài về Java cơ bản mình sẽ giải thích tất cả các từ khóa này. Còn ở bài đầu tiên các bạn cứ làm theo những gì mình hướng dẫn để chạy được đã. Đầu tiên là phải chạy được đã. Xong rồi chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần từng khái niệm thế nào là public, thế nào là class, làm thế nào để khai báo một class, làm thế nào để khai báo một phương thức và cách sử dụng các cái dòng lệnh cơ bản như nào. Hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về phần chúng ta tạo một class, biên dịch và chạy nó trong môi trường Windows. Chúng ta save file lại. Thì tôi sẽ save vào ổ C, tạo một thư mục test. Và các bạn chú ý khi chúng ta lưu file thì file phải cùng tên với class ở chúng ta đã viết ở đây, nó là Hello World. Java. Nếu các bạn đổi tên ở đây là Việt Nam tươi đẹp chẳng hạn, thì ở đây tên file chúng ta cũng phải để là Việt Nam tươi đẹp .java và chúng ta save lại vào phần thư mục test. Tiếp đến chúng ta vào phần cmd command dot của win. Các bạn sẽ thấy câu lệnh bên ba là Java C, tức là Java Compiler. Thì câu lệnh này sẽ cho phép chúng ta biên dịch file Java thành một file class. Thì các bạn sẽ thấy hiện tại bây giờ là Java C không không có tác dụng. Cái này là bởi vì biến môi trường của chúng ta chưa thiết lập, nên thành ra là nó không môi trường Windows không hiểu Java C là lệnh gì. Thì để thiết lập môi trường thì các bạn vào phần hệ thống, xong rồi chọn vào environment variable. Ngoài ra các bạn có thể check ở đây, ví dụ bây giờ chúng ta echo biến path thì các bạn sẽ thấy ở trong cái biến path này không hề có một cái đường link nào đến JDK cả. Đây chỉ có Android hoặc là những cái SDK của Android và những cái phần khác không có của Java. Thì các bạn như phần trước tôi hướng dẫn thì các bạn cài đặt Java vào thư mục C, JDK, Java như này. Thì chúng ta copy, các bạn chú ý copy theo cả thư mục bin. Chúng ta tìm biến path ở đây, thêm vào cuối. Ok. Chúng ta mở lại JDK test
Thì bây giờ Java C nó sẽ hiện ra một loạt các cái tham số của chúng ta. Thì đây các bạn sẽ thấy nó có một cái gọi là class path, đường link. Thì bây giờ chúng ta để chung nên thành chúng ta chỉ cần Java C và tên file như này, biên dịch nó không hiện ra thông báo gì cả, có nghĩa là nó thành công. Ví dụ như chúng ta cụm file này chúng ta bỏ cái này chẳng hạn và save lại, thì khi đấy chúng ta biên dịch nó sẽ sinh ra lỗi, nó sẽ báo lỗi ở đây, nó sẽ báo là nó thiếu một cái dấu chấm phẩy cuối, tạo ra một lỗi. Có bao nhiêu lỗi thì nó sẽ hiện ở đây. Thì bây giờ chúng ta sửa lỗi, biên dịch lại thì nó không còn lỗi nữa. Thì các bạn nhớ lệnh Java C là lệnh để biên dịch, tiếp đến là lệnh Java để chạy cái file đấy. Thì bây giờ chúng ta không không các bạn chú ý khi chạy lệnh Java Hello World không có đuôi nữa, không cần phải class, cũng không cần phải Java mà chỉ cần tên thôi. Và chúng ta enter thì lúc này nó sẽ hiện ra câu Hello World, I'm Ducky. Chúng ta vào thư mục test. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai file, đầu tiên là file Hello World Java là cái file số code của chúng ta đã viết ở đây, và tiếp theo là file class. Nếu các bạn mở cái file này ra thì chúng ta không đọc được cái gì cả. Nó là file dạng mã nhị phân. Thì như vậy các bạn sẽ thấy làm thế nào để viết một chương trình và làm thế nào để biên dịch ở trong môi trường test, môi trường trong môi trường Java bằng môi trường Dot. Thì kể từ sau bài này thì tôi sẽ không hướng dẫn các bạn làm bằng cái này nữa, bởi vì nó rất mất thời gian. Trong loạt bài tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai công cụ NetBeans và Eclipse để tạo các project của Java và thực hiện các cái bài hướng dẫn của mình. Thì các bạn nhớ ở đây chúng ta có ba thành phần chính: khai báo lớp, khai báo hàm và câu lệnh thân hàm. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn số 3.